ăn sầu riêng có giúp giảm cân không? Trang Health thông tin, hàm lượng chất xơ trong sầu riêng cũng có lợi với những người muốn giảm cân. Chất xơ có thể giúp bạn cảm thấy no lâu hơn sau bữa ăn, từ đó duy trì trọng lượng cơ thể. Nghiên cứu trên 345 người cho thấy lượng chất xơ là yếu tố có ảnh hưởng tiếp đến trọng lượng cơ thể, không phụ thuộc vào chất dinh dưỡng đa lượng và lượng calo. Điều này có nghĩa tăng lượng thức ăn giàu chất xơ như sầu riêng có thể hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Tuy nhiên, mọi người không nên ăn quá nhiều loại quả này trong ngày, tốt nhất chỉ nên tiêu thụ một múi mỗi tuần. Khi ăn, không nên thêm đường hay sữa hoặc bất cứ thực phẩm nào có chứa chất béo. Nên ăn sầu riêng vào bữa phụ sáng hoặc chiều, tuyệt đối không ăn vào buổi tối để tránh tích mỡ.